Mặc dù đất đã được nhà nước thu hồi và bồi hoàn, nhưng Nguyễn Xuân Quyết, sinh năm 1960, ngụ ở thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, vẫn lấy mang đi bán cho người khác với giá hơn 2 tỷ đồng. Đến khi người mua làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì mới phát hiện ra mình bị lừa. Hôm nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt Quyết 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, năm 2007, Nguyễn Xuân Quyết có thửa đất và hoa màu trên đất với diện tích trên 15.000 m2 tại ấp Rạch Vẹm, xã Gành Dầu, thành phố Phú Quốc. Đến năm 2014, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất nói trên và bồi thường. Quyết đã đồng ý và nhận xong tiền bồi thường. Đến giữa năm 2017, đất ở Phú Quốc tăng giá rất cao. Quyết đã bán hơn 15.000 m2 đất đã được nhà nước thu hồi do ông Lê Văn Đông, ngụ cùng địa phương, với giá 2,1 tỷ đồng. Năm 2019, ông Đông mới phát hiện mình bị lừa khi đi làm chứng nhận quyền sử dụng đất và đã tố cáo với công an.